Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay là một buổi chiều mình xuống chợ Bầu của thành phố Phủ Lý chơi các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay không khí buổi chợ chiều của chợ Bầu thành phố Phủ Lý các bạn ơi. Chợ Bầu này thì được xây lại các bạn nhé. Ngày xưa thì mình đi chợ Bầu thì nó không đẹp như thế này đâu. Trước là hình như là chợ Bầu có bị cháy một lần thì phải. Đây là không khí buổi chiều của chợ Bầu. Hiện tại bây giờ đã là 6 giờ kém rồi các bạn ơi. Trời sắp tối rồi. Buổi chiều thường thường là rất là nhiều người dân họ đi mua đồ ăn. Hôm nay họ bán cỏ hoa nữa các bạn ạ. Chợ Bầu thì giáp với sông này. Cái cuối này là hết rồi. Khung ngoài này họ bán rất là nhiều cây cảnh các bạn nhé. Đây, hoa quả này. Buổi chợ chiều thì cũng hơi lạnh một chút các bạn nhé. Khu dưới này là họ bán cá này, bán gà vịt. Sau đây thì mình sẽ quay lại mình quay một chút trong chợ cho các bạn xem. Đây là phía trong chợ các bạn nhé. Trong chợ thì họ bán rất là nhiều thứ như đồ dùng trong nhà, đồ nhựa. Giờ là thời điểm gần 6 giờ rồi nên là rất là những cửa hàng họ đang bắt đầu họ dọn rồi các bạn nhé. Phía dưới này họ bán đồ hải sản này, rau này. Thường những khu dưới bán đồ hải sản như cá biển rồi mực, đồ hải sản thì dưới này rất là ướt át các bạn nhé. Đây là hết rồi các bạn ơi. Mình đi vòng quanh chợ cho các bạn xem không khí buổi chợ chiều của chợ Bầu. Chợ Bầu giáp với sông và giáp với đường sắt các bạn nhé, đường tàu.